Trung Quốc muốn xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam quý vị đang theo dõi điểm tin trong ngày. Trước khi vào nội dung chi tiết, Sách Hôn gửi đến quý vị các sản phẩm sale cho dịp cuối năm. 100 sản phẩm, hát xâm viên 320 đô la Mỹ sẽ được bán ra với giá clearance sale duy nhất vào dịp này với chỉ 49,99 đô la Mỹ. 100 sản phẩm, symbol đi tóc 35 đô la Mỹ sẽ sẽ được bán ra với giá clearance sale duy nhất vào dịp này với chỉ 15,99 đô la Mỹ. 100 sản phẩm sinh chất nghệ UKON 90 đô la Mỹ sẽ bán ra với giá clearance sale duy nhất vào dịp này với chỉ 36,99 đô la Mỹ. Viên uống trắng da Hắc Sâm 6 tuổi Venus Ginseng, mua một tặng một. Collagen Lamilax làm đàn hồi da, giúp da căng bóng, làm trắng da, giữ ẩm tự nhiên, mua một tặng một. Trung Quốc muốn xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hôm 12 vừa qua đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam trong 2 ngày. Ông Tập Cận Bình đã gặp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, và biểu thị sẽ cùng Việt Nam xây dựng cộng đồng chung vận mệnh. Đây được xem là động thái nhằm đáp trả lại việc Việt Nam và Mỹ đã ký kết nâng mối quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ John Biden hồi tháng 9 vừa qua. Ngày 12 tại Hà Nội đã diễn ra lễ rước, trọng thể, chào đón Chủ tịch Trung Quốc và Phu Nhân. Ngay sau đó, ông Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra định vị mới cho quan hệ hai nước, tuyên bố sẽ xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với Việt Nam. Trên cơ sở làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều đáng chú ý là thuật ngữ cộng đồng chung vận mệnh được ông Tập sử dụng nhưng đều được phiên dịch thành cộng đồng chia sẻ tương lai khi dịch sang tiếng Anh và tiếng Việt, điều này cho thấy cả hai bên đều giữ quan điểm riêng về vấn đề này. Bản tiếng Trung đăng trên trang web của Bộ ngoại giao Trung Quốc ghi lại phát biểu của ông Tập Cận Bình ở Hà Nội vừa qua dùng khá nhiều lần cụm từ vận mệnh chung vốn gây tranh cãi ở Việt Nam dù bản tiếng Anh của bộ này lại dùng ngôn từ hơi khác. Ngay ở nhan đề, bài viết dùng khái niệm cùng chia sẻ vận mệnh tương lai để ca ngợi các tiến triển mới, chiến lược trong quan hệ hai nước cùng do các đảng cộng sản lãnh đạo. Đặc biệt, bài của bộ ngoại giao Trung Quốc nhắc lời lãnh đạo nước này phát biểu ở Việt Nam, nói rằng đây là thời điểm đặc biệt tốt, thiên thời, địa lợi, nhân hòa để hai bên xác lập cộng đồng vận mệnh chung. Tuy nhiên bản tiếng Anh mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát hành một ngày trước đó, trên cùng trang web emfa gov vn thì lại có nhan đề hơi khác đó là làm mới tình hữu nghị truyền thống và bước vào cuộc hành trình mới để xây dựng một cộng đồng Trung Quốc, Việt Nam với tương lai được chia sẻ. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng tầm cao hơn và cũng có ý kiến cho rằng nó đã ở tầm mức cao hơn so với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Việt Nam và Mỹ đã ký kết vào hồi tháng 9 vừa qua. Trung Quốc và Việt Nam đã tạm thời gác lại những hiềm khích, cùng ký kết 37 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như ngoại giao, đường sắt xuyên biên giới, viễn thông và thương mại. Trong đó, bao gồm cả việc sẽ tuần tra chung ở vịnh Bắc Bộ và thiết lập đường dây nóng xử lý các sự cố ngư nghiệp. Dư luận quốc tế cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy tranh chấp ở biển Đông giữa hai nước đang có dấu hiệu được xoa dịu. Ông Tập Cận Bình cũng hướng tới giới trẻ Việt Nam, nói rằng họ là những người đi tiên phong trong trong việc thúc đẩy sự tiến bộ của con người và đóng góp vào việc xây dựng một cộng đồng với một tương lai chung chia sẻ cùng nhau của nhân loại. Cả hai hợp tác nhằm tăng thương mại hàng năm của hai nước đạt gần 200 tỷ đô la Mỹ. Venus Ginseng, BGBT Tham, mua một tặng một. Phấn phủ khu sừng, mua một tem một. Combo Giáng sinh, giá gốc 434 đô la Mỹ, nay giảm chỉ còn 251 đô la Mỹ. Combo New Year, giá gốc 1070 đô la Mỹ, nay giảm chỉ còn 599 đô la Mỹ xin cảm ơn quý vị đừng quên nhấn vào nút subscribe kênh để theo dõi chương trình xin chào và hẹn gặp lại xin cảm ơn